một Messi gắn góc quyết lên đỉnh thế giới. Huấn luyện viên Croatia, bàn đầu tiên của Argentina hơi đáng ngờ. Huấn luyện viên Maroc muốn niềm tự hào châu Phi vô địch thế giới. Nghi vấn Argentina mất Messi trong trận chung kết. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin nhịp đập World Cup trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, sau trận đấu mãn nhãn vào dạng sáng nay, Argentina vượt qua Croatia với tỷ số 3-0 đã trở thành đội bóng đầu tiên đặt chân vào trận chung kết World Cup 2022. Ngôi sao sáng Lionel Messi một lần nữa sau 8 năm có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá của làng túc cầu với màn trình diễn xuyên suốt cả giải đấu lần này nói chung và trận đấu đêm qua nói riêng. En Pugan hẳn đã cho thấy rõ quyết tâm cũng như tính lì lợm cần thiết của một nhà vô địch. Cụ thể, tiền đạo Lionel Messi sau khi cùng Argentina hạ Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022 đã xác lập hàng loạt kỷ lục tại sân chơi cao nhất bóng đá thế giới. Vào phút thứ 34 của trận đấu, sau một tình huống phạm lỗi của thủ môn trong vòng cấm, Argentina đã nhanh chóng được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Messi đã quyết đoán rút căng vào góc cao bên phải khung gỗ, hạ người gác đền của Croatia. Pha lập công này đã đưa Messi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Argentina ở các kỳ World Cup 11 bàn. Người giữ kỷ lục trước đó là Batistuta với 10 bàn, còn cố danh thủ Diego Maradona ghi 8 bàn. Trong 11 bàn thắng này, có 5 bàn ghi tại Qatar. Messi đã ghi một bàn tại Đức vào năm 2006, bốn bàn tại Brazil vào năm 2014 và một bàn tại Nga vào năm 2018. Anh chỉ tịt ngòi ở Nam Phi vào năm 2010, nơi Argentina đã dừng bước ở tứ kết. Giải đấu tại Qatar là cơ hội cuối cùng để anh giành chức vô địch thế giới khi bước sang tuổi 35. Cầu thủ sở hữu 7 quả bóng vàng đang trải qua kỳ World Cup thành công nhất khi đã ghi 5 bàn thắng và kiến tạo 3 bàn khác. Đặc biệt, Messi đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2022 khi Argentina vượt qua Australia ở vòng 1/8, Hà Lan ở vòng tứ kết và Croatia ở bán kết. Anh mới là cầu thủ thứ 5 làm được điều này trong lịch sử. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Messi còn có pha qua người bên cánh phải, chuyên dọn cỗ để Julian Alvarez ấn định tỷ số 3-0. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới có 4 trận tại World Cup, vừa ghi bàn và kiến tạo. Trước 3 trận tại Qatar lần này, Messi lần đầu vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận đấu Argentina gặp Serbia tại Đức vào năm 2006. Khi đó, anh kiến tạo cho huyền thoại Enan Crepo nâng tỷ số lên 4-0, rồi đích ấn định chiến thắng 6-0 cho Argentina. Với 11 bàn thắng và 8 kiến tạo đang có, Messi đã tham gia trực tiếp vào 19 bàn tại World Cup. Nhờ đó, anh vươn lên chia sẻ kỷ lục số lần ghi bàn và kiến tạo của giải đấu đang thuộc về ba huyền thoại là Miroslav Klose, Ronaldo Nazario, Brett Muller. Góp mặt ở trận đấu với Croatia cũng giúp cho Messi cân bằng thành tích đá 25 trận tại World Cup của cựu tiền đạo tuyển Đức là Lothar Matthäus. Ngôi sao người Argentina sẽ xô đổ kỷ lục này khi góp mặt trong trận chung kết tại Qatar, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Maroc. Thậm chí sau trận đấu, huấn luyện viên Croatia, ông Dalic cũng đã tán dương Enpulgan, cầu thủ hay nhất trận. Ông chia sẻ, không cần phải nói nhiều về Messi, cầu thủ hay nhất thế giới rất hay và rất nguy hiểm hôm nay. Đó chính là Messi mà chúng ta kỳ vọng được chứng kiến. Ngoài ra, huấn luyện viên Dalic cũng gửi lời chúc mừng đến Argentina. Messi và các đồng đội giành quyền vào chung kết sẽ đối đầu với Pháp hoặc Maroc vào 22 giờ tối ngày 18 tháng 12. Bên cạnh những kỷ lục được thiết lập trong trận đấu bán kết đầu tiên, nhiều tranh cãi cũng nổ ra. Nảy sinh từ tình huống bước ngoặt của trận đấu, tình huống trọng tài quyết định Argentina được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể ở phút thứ 34 sau đường rót bóng của Enzo Fernandez, Julian Alvarez băng xuống đối mặt với thủ thành Croatia Livakovic. Anh tâng bóng qua người thủ môn, sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước. Tuy nhiên, Livakovic đã có tác động và Alvarez đã ngã trong vùng cấm, không thể tiếp tục đuổi theo bóng. Trọng tài cắt còi quyết đoán, chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ vàng cho Livakovic. Tình huống này tạo ra tranh cãi. Trên sóng truyền hình, Gary Neville, cựu cầu thủ của Manchester United, chia sẻ đó không thể là một quả phạt đền. Đồng đội cũ của Neville là Roy Kane cũng đã có cùng quan điểm. Trong khi đó, Alan Shearer, người ghi 30 bàn thắng cho tuyển Anh nhận định và bất tốc ấn tượng của Alvarez, cậu ấy vượt qua Livakovic và thủ môn này đã phạm lỗi. Đối với tôi, quyết định đó là đúng đắn. Trên sân, các cầu thủ Croatia cũng phản ứng dữ dội. Mateo Kovacic đã nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng này. Ngoài đường biên, thành viên ban huấn luyện của đội bóng châu Âu liên tục khiếu nại với tổ trọng tài. Mario Mandzukic, trợ lý huấn luyện viên, bị truất quyền chỉ đạo. Sau trận đấu, huấn luyện viên Dalic cũng đã chia sẻ về pha bóng này. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trong 30 phút. Và thành thật mà nói, bàn đầu tiên của Argentina hơi đáng ngờ. Các cầu thủ của tôi bảo rằng ở tình huống kế trước đó, đúng ra Croatia phải được hưởng một quả phạt góc. Theo Dalic, lẽ ra Croatia có thể làm được nhiều hơn trước Argentina. Tuy nhiên, việc ngược dòng sau khi thua hai bàn trong hiệp 1 là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Ông nói, hai bàn thắng đầu đều đến quá dễ dàng, khi Argentina ghi bàn thắng thứ hai, mọi chuyện đã kết thúc. Như vậy vào dạng sáng mai, 15 tháng 12, đối thủ của Argentina sẽ được xác định sau trận đấu giữa Pháp và Maroc quả thực kỳ tích là hai từ được nhắc đến rất nhiều trong suốt vài ngày qua khi nói đến hy vọng vào được chung kết của maroc bởi so với hai ông lớn tại bán đảo iberia đường kim vô địch pháp sẽ là một thử thách hoàn toàn khác dù ngay từ đầu, Maroc đã không được đánh giá cao ở World Cup 2022, nhưng đại diện châu Phi đã tạo nên hàng loạt những cơn địa chấn. Họ giành ngôi nhất bảng F, nơi có sự hiện diện của Bỉ, Croatia và Canada. Tới vòng 1-8, Maroc quật ngã Tây Ban Nha trên loạt súng cân não. Chưa dừng lại ở đó, ở vòng tứ kết, Maroc có chiến thắng thuyết phục trước Bồ Đào Nha để vào bán kết World Cup 2022. Maroc trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên làm được điều này ở sân chơi danh giá nhất hành tinh. Maroc không phải là ngẫu nhiên hay may, nó là thành quả của lối chơi tập thể, kỷ luật và linh hoạt. Đại diện châu Phi với dàn cầu thủ có thể lực dồi dào, phẩm chất kỹ thuật tốt đã áp dụng linh hoạt các đấu pháp của huấn luyện viên. Mặc dù là đại diện của châu Phi, nhưng phong cách lối đá của Maroc giống như những đội bóng ở châu Âu. Khi cần tấn công, Maroc chơi rất tốt và khi đá phòng ngự phản công, đội bóng này cũng chơi cực kỳ xuất sắc và lì lợm. Đối thủ của Maroc ở vòng bán kết là Pháp, nhà đương kim vô địch Pháp đương nhiên được đánh giá cao hơn vì sở hữu nhiều ngôi sao lớn và chất lượng đội hình đồng đều. Không những vậy, Pháp cũng là đội bóng chơi đa dạng, có một huấn luyện viên giỏi và kinh nghiệm. Trên đường tiến tới bán kết, Pháp thể hiện rõ sức mạnh của mình và sự đỉnh đạt của một nhà vô địch. Cách đá phòng ngự phản công của Maroc có thể gây khó khăn cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng trước một đội bóng có hàng tấn công xuất sắc, nhiều nhân tố đột biến như Pháp, rất khó để đại diện châu Phi giữ sạch lưới. Trong quá khứ, Pháp và Maroc đã gặp nhau 5 lần. Đại diện châu Âu giành 3 chiến thắng, một trận hòa và một trận thua. Lần gần nhất, hai đội gặp nhau là vào năm 2007, Pháp hòa hai đều Maroc. Ở cuộc đội sức này, màn đối đầu của Mbappe với Hakimi, hai đồng đội ở Paris Saint-Germain, sẽ có tiếng nói quyết định tới kết quả của trận đấu. Hakimi là cầu thủ có tốc độ không thua kém gì Mbappe và rất hiểu tiền đạo người Pháp. Nếu Hakimi vô hiệu hóa được người đồng đội, khung thành của Maroc sẽ ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Mbappe có thể sẵn sàng làm chim mồi để các đồng đội như Giroud, Rabiot, Chouamini lập công, nên để phong tỏa được hết các mũi tấn công của Pháp là điều rất khó. Với những gì Maroc thể hiện từ đầu giải, Pháp chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác trước đội bóng này. Chia sẻ với truyền thông, trung vệ Varane khẳng định, Pháp có đủ tự tin để tránh rơi vào cái bẫy là tự tin quá mức. Maroc đã lọt vào tới vòng bán kết là có lý do cả. Họ phòng ngự rất tốt nên sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có mặt tại Qatar để xem trận đấu của nước ông săn vé chung kết. Với những gì học trò huấn luyện viên De Cham đã thể hiện tại World Cup lần này, Pháp không chỉ đủ sức đi đến trận đấu cuối cùng mà còn có thể giúp cho Tổng thống của họ trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong 60 năm qua được bắt tay chúc mừng đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới. Trước trận bán kết thứ hai, huấn luyện viên đội Maroc đã tự tin nói rằng sẽ đả bại đương kim vô địch, đưa châu Phi lên ngôi. Ông tự tin nhận định rằng hành trình của Maroc tới giờ không hề là một câu chuyện cổ tích mà là do trình độ vốn có của những chú sư tử Atlas. Theo đó, vào buổi họp báo trước màn so tài đáng chú ý, huấn luyện viên Walid Craig-Raghi của Maroc chia sẻ, nếu chúng tôi vui mừng khi lọt vào bán kết và một số người coi đó là đủ thì tôi không đồng ý. Nếu bạn vào đến bán kết và không muốn đi tiếp thì đó là một vấn đề. Vị chiến lược gia mới có gần 4 tháng dẫn dắt những chú sư tử Atlas nói, đội bóng mạnh nhất của giải đấu Brazil đã bị loại. Chúng tôi là một đội bóng đầy tham vọng, và chúng tôi đang khát khao khẳng định mình, nhưng tôi không biết liệu điều đó có đủ để chúng tôi đạt được mục tiêu cao nhất hay không. Maroc là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào vòng bán kết World Cup, nhưng huấn luyện viên Greg Raghi còn đặt ra mục tiêu cùng các học trò làm nên chiến tích lịch sử lớn hơn nữa. Huấn luyện viên Greg nói, chúng tôi muốn châu Phi đứng đầu thế giới, nhưng chúng tôi sẽ phải mạnh mẽ để tiến bộ. Chúng tôi không phải là ứng cử viên vô địch sáng giá, nhưng chúng tôi tự tin. Chúng tôi không hài lòng với việc lọt vào trận bán kết World Cup và là là đội châu phi đầu tiên làm được điều đó chúng tôi muốn tiến xa hơn Trước vòng đấu dành cho bốn đội xuất sắc nhất World Cup năm nay, đội tuyển Maroc đã có một số lo ngại về chấn thương bao gồm cả trường hợp của trung vệ chủ chốt Roman Saiz. nhưng huấn luyện viên Rachgari cho biết ông vẫn chưa có quyết định nào về các cầu thủ sẽ ra sân của đội tuyển Pháp. Ông Rick Raghi úp mở: "Chúng tôi có một số ca chấn thương nhưng chúng tôi có đội ngũ nhân viên y tế xuất sắc đang làm việc chăm chỉ và mang đến những tin tốt mỗi ngày. Chúng tôi sẽ phải đợi đến phút cuối cùng. Chúng tôi thường làm điều đó." Không có cầu thủ nào chắc chắn bị loại nhưng cũng không ai chắc chắn sẽ được ra sân. Thưa quý vị, dù nhận được tin mừng được vào chung kết, Argentina có thể sẽ mất siêu sao sáng nhất của họ ở chung kết khi người ta quan sát thấy Messi đã liên tục đưa tay về phía vùng đùi trong trận đấu với Croatia. Theo đó, Messi đã cảm thấy không thoải mái và phải liên tục dùng tay xoa vào vùng đùi sau trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Theo tờ Goal, cầu thủ thuộc biên chế Paris saint có khả năng bị vấn đề gân kheo. Một tờ báo khác mô tả, Entugan không dưới một lần ôm chặt vùng đùi sau bên trái sau khi ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m, cựu sao Barcelona tiếp tục lặp lại hành động này. Sau giờ nghỉ, Messi thậm chí có dấu hiệu đau nhiều hơn. Ông kính máy quay truyền hình bắt gặp khoảnh khắc Messi đi khập khiễng và tiếp tục xoa tay vào vị trí có vấn đề trên cơ thể. Dù vậy, số 10 không để điều này ảnh hưởng đến mình, anh liên tục thi đấu và tạo tầm ảnh hưởng lớn trên sân. Khi được phóng viên hỏi cảm thấy thế nào sau trận, Messi trả lời: Tôi cảm thấy rất ổn, tôi cảm thấy mạnh mẽ và sẵn sàng ra sân trong mọi trận đấu. Thật không dễ dàng khi đến World Cup trong tình trạng mệt mỏi, nhưng toàn đội đã lấy lại được sức mạnh. Chúng tôi đã chơi một trận đấu mạnh mẽ. Thời điểm này, Messi sở hữu phong độ ấn tượng với 5 bàn, 3 pha kiến tạo cho Argentina trong hành trình giành vé vào chung kết World Cup 2022. Sau trận thắng trên, hàng chục nghìn cổ động viên đã đổ ra những nẻo đường ở thủ đô Buenos Aires, Argentina để ăn mừng chiến thắng của đội nhà tại bán kết World Cup. Khắp các con phố ở Buenos Aires đều xuất hiện những bóng áo sọc xanh trắng từ những cổ động viên Argentina, những người đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội nhà trong chiến thắng 3-0 trước tuyển Croatia tại bán kết World Cup. Sau 8 năm, đại diện Mỹ đã trở lại chung kết của một kỳ World Cup. Vào năm 2014 trên đất Brazil, tuyển Argentina đã để thua trước tuyển Đức 0-1 trong hiệp vụ. Với người dân Argentina, đây là lần thứ ba họ đặt hy vọng vào đội tuyển trong trận đấu cuối cùng kể từ sau trước vô địch vào năm 1986. Biển người ngập tràn trên tuyến phố chính ở thủ đô Argentina, theo dõi và ăn mừng chiến thắng của đội nhà, lần gần nhất tuyển Argentina vô địch World Cup là vào năm 1986. Khi đó, cố danh thủ Diego Maradona cùng với tuyển Argentina lên ngôi tại Mexico, giải đấu mà ông Maradona đã để lại bàn thắng nổi tiếng với tên gọi Bàn tay của Chúa khi đối đầu với tuyển Anh tại tứ kết. Cách biệt ba bàn cũng là con số mà tuyển Argentina đã để thua Croatia tại vòng bảng World Cup 2018. Chỉ còn 4 cầu thủ Argentina dự World Cup Qatar từng thi đấu trên đất Nga 4 năm trước. Ở trận đấu cuối cùng, Lionel Messi và các đồng đội sẽ gặp đội chiến thắng trong trận bán kết còn lại giữa tuyển Pháp và tuyển Maroc. Trong khi đó, lực lượng an ninh pháp đang căng mình chuẩn bị cho mọi kịch bản trong và sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Maroc, bởi có nhiều cảnh báo về nguy cơ đụng độ giữa cổ động viên của hai đội. Như đã biết, Cộng hòa người Maroc tại Pháp là rất đông, ước tính hơn 1,3 triệu người. Gần như chắc chắn họ sẽ đứng bên đội nhà ở trận đấu với Pháp vào đêm nay. Trong khi đó, nhiều fan Ả Rập cũng ủng hộ đội bóng Bắc Phi. Tất cả dẫn tới việc người hâm mộ xứ Lục Lăng đang chia ra làm hai phe trước trận bán kết. Do vậy, nguy cơ hai bên đụng độ là rất dễ xảy ra. Cảnh sát xuất hiện kể từ buổi ăn mừng chiến thắng của Maroc trước Bồ Đào Nha hôm 10 tháng 12, khi nhiều người hâm mộ quá khích của Maroc đã đập phá các cửa hiệu, làm hư hại nhiều tài sản công. Truyền thông Pháp cho hay, các cơ quan an ninh tại Paris và nhiều thành phố lớn tại Paris đang phải căng mình trong thời gian này. Họ bố trí nhiều hơn các chốt canh ở những địa điểm đông người qua lại, đặc biệt là quảng trường. Các cuộc tuần tra nhằm giám sát tình hình trước trận cũng được tăng cường. Đặc biệt, nhân viên an ninh được bố trí dày đặc hơn ở khu có đông cộng đồng người Maroc sinh sống. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động thêm để làm nhiệm vụ tại Paris. Một đại diện cảnh sát cho biết các biện pháp đảm bảo trật tự sẽ được tăng cường, chúng tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng. Trái lại, tại Maroc, tất cả bầu không khí lúc này chỉ là hân hoan, háo hức, nhà nhà người người chuẩn bị cho trận bán kết. Theo truyền thông của quốc gia Bắc Phi này, các màn hình lớn đang được lắp đặt khẩn trương, thậm chí nhiều công ty tư nhân cũng đã chung tay để lắp thêm các màn hình tại nơi công cộng, qua đó phục vụ tối đa nhu cầu cổ vũ cho đội tuyển của hàng triệu người hâm mộ. Trong một diễn biến khác, một công ty ở Anh nguy cơ lỗ vốn vì mua trước 18.000 áo mừng tuyển nhà vô địch World Cup trong khi tam sư chỉ vào đến tứ kết. Công ty bán buôn Hotel Clearance UK đã nhập 18.000 áo phông in dòng chữ Anh vô địch World Cup 2022 với niềm tin thay cho Tam sư sẽ mang cúp vàng về nước. Quyết định này giờ đây khiến cho công ty có thể thua lỗ 360.000 bảng Anh, tương đương với hơn 440.000 đô la Mỹ. Ông Carl Baxter, giám đốc quản lý tiết lộ với truyền thông rằng tôi thực sự ấn tượng với màn trình diễn của đội tuyển Anh tại Qatar và tin chắc họ sẽ vô địch. Do đó, khi một nhà cung cấp tiếp cận và chào hàng, tôi không thể từ chối. Hành trình của anh kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 12 khi họ thất bại trước Pháp với tỷ số 1-2 tại vòng tứ kết, dù xuất sắc vượt qua vòng bảng và vòng 16 đội. 18.000 chiếc áo trên giờ đây không còn ý nghĩa và ông phải giảm giá bán từ gần 30 bảng xuống còn gần 10 bảng. Giám đốc công ty trên chia sẻ rằng ông rất đau lòng khi anh bị loại và kêu gọi người hâm mộ ở anh mua áo để làm kỷ niệm. Nhắc họ rằng đội tuyển Anh đã thi đấu tốt thế nào ở World Cup, bởi đối với ông, đội tuyển Anh vẫn là những người chiến thắng đến đây chương trình nhịp đầu world cup của chúng tôi cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại